là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Giang. Một số tin bài phản ánh các hoạt động nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Gương một bác sĩ nêu gương sáng về y đức. Sau phần tin là bài phỏng vấn ông Vũ Đình Bảy, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phải xây dựng thành phố Hà Giang thành nơi đáng sống nhất là yêu cầu của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang về kết quả xây dựng phát triển thành phố Hà Giang ngày 26 tháng 2 vừa qua. Dự buổi làm việc có các đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Báo cáo của lãnh đạo thành phố Hà Giang tại buổi làm việc đã nêu rõ, thành phố Hà Giang được công nhận là đô thị loại 3 từ tháng 6 năm 2009. Cho đến nay, so với các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Nghị định 72 của Chính phủ, thì thành phố Hà Giang mới đạt 21 tiêu chí. 13 tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng còn thấp, 15 tiêu chí chưa đạt. Đối với việc thực hiện các chủ trương kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Hà Giang đã chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng lập quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2015-2030 theo định hướng mở rộng về phía Bắc. Cùng với đó, thành phố đã lựa chọn để trình tỉnh phê duyệt 18 tiểu dự án theo thứ tự ưu tiên của dự án hạ tầng kỹ thuật phát triển các đô thị loại 2 do Ngân hàng Châu Á tài trợ. Trong thời gian tới, mục tiêu tổng quát mà thành phố Hà Giang xác định là nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, tổ chức huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ. Chú trọng phát triển, tăng trưởng kinh tế đi đôi với cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và phát triển thành phố Hà Giang, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở cơ bản đồng tình với định hướng phát triển của thành phố, đồng thời giải đáp kiến nghị, đóng góp ý kiến tập trung vào công tác quy hoạch của thành phố. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố Hà Giang trong thời gian qua, khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có trách nhiệm cùng thành phố trong việc xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại 3. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Đặt ra một mục tiêu phấn đấu không phải chỉ của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, mà chúng tôi muốn đặt ra một mục tiêu phấn đấu cho cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy, muốn phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang trở thành nơi đáng sống nhất ở địa đầu Tổ quốc. Nếu giải quyết được những việc sau: bố cục, sử dụng hợp lý không gian thành phố và mặt nước cũng như là địa hình địa mạo cho nó tốt; thứ hai, quan điểm về hạ tầng thông tin liên lạc và điện năng của thành phố; quan điểm thứ ba là về giáo dục và khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, đúng không? Thì môi trường giáo dục ở đây phải văn minh, chất lượng giáo dục phải được nâng lên, khoa học công nghệ phải được quy hoạch và gắn với nhiệm vụ của địa phương. Chứ hiện nay lĩnh vực này chúng ta hơi yếu, đặc biệt là mới xuất hiện yếu tố về khoa học công nghệ thôi, đúng không ạ? Chúng ta hơi yếu. Nơi nên sống phải là nơi có môi trường giáo dục tốt, y tế tốt, đúng không? Xử lý rác thải tốt, xử lý nước thải sạch, nước thải tốt, đúng không ạ? Môi trường xã hội là yên lành, đúng không? Hệ thống chính trị tốt, cả hệ thống chính trị đều quản lý xã hội. Rồi quan điểm về kiến trúc, quan điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, về ẩm thực, quan điểm về văn hóa bản địa của Hà Giang. Đấy, nếu chúng ta quan tâm đầy đủ như thế, rất rõ và có định hướng. Định hướng này từ quy hoạch đến quản lý quy hoạch, từ tuyên truyền đến tạo dư luận chung về những quan điểm đấy, thì Hà Giang mới trở thành nơi đáng sống nhất. Một số những cái nội dung khác cũng đề nghị là Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh
phải chỉ đạo vấn đề công tác tham mưu của các chuyên viên của chúng ta quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, nhanh hơn, coi đây làm cái giải pháp để phát triển địa phương Hà Giang. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, đối với các dự án trọng điểm của tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ làm việc trực tiếp với các bộ ngành trung ương để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang phải đặt mục tiêu, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang thành nơi đáng sống nhất. Đối với các kiến nghị của thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đồng tình và đề nghị cần tổng hợp lại để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục truyền thống 60 năm đáng tự hào của ngành y tế nước nhà, những người thầy thuốc Hà Giang với quyết tâm, ý chí cùng những mơ ước của mình sẽ quyết tâm đoàn kết, ra sức phấn đấu để đáp ứng mong mỏi và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân tỉnh nhà trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc các cán bộ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng và những người công tác trong ngành y tế tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Sau đây là trùng tin phản ánh hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống thầy thuốc Việt Nam. Nhằm tôn vinh những cống hiến cao quý của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, ngày 27 tháng 2, huyện Yên Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có thầy thuốc nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý. Trò chuyện với cán bộ ngành y tế của huyện tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Minh đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, khẳng định ngành y tế là ngành đặc thù nhưng đầy ý nghĩa. Do vậy, trong thời gian tới, ngành y tế của huyện cần chăm lo hơn nữa tới công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt phải luôn nêu cao vai trò y đức, thầy thuốc như mẹ hiền trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn huyện Yên Minh thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên trong ngành, tiếp tục triển khai cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2015. Dự buổi lễ có đại diện các sở ban ngành, các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, cán bộ lão thành đã từng tham gia công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe lại thư của Bác Hồ gửi cán bộ y tế năm 1955 và ôn lại truyền thống nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm qua, cùng với đội ngũ cán bộ y tế cả nước, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hết lòng phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong năm 2014, bệnh viện đã khám bệnh cho gần 111.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 19.600 lượt người. Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật tán sỏi bằng nội soi, bằng laser, nội soi tiêu hóa có gây mê, kỹ thuật cận lâm sàng, v.v. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục hoàn thành các chức năng nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn, tổ chức hoạt động chuyên môn có tính chuyên sâu từng lĩnh vực, từng bước, chuyên khoa hóa, chuẩn bị điều kiện nhân lực cơ sở vật chất, thành lập các khoa mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức của người thầy thuốc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tin từ cộng tác viên Công Duẩn, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bắc Mê cho biết, Ủy ban nhân dân xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Đến nay, trạm y tế xã Lạc Nông có 6 cán bộ, trong đó có 3 y sĩ đa khoa, 1 nữ hộ sinh trung học, 1 điều dưỡng viên, 1 dược sĩ trung học và 9 cán bộ y tế thôn bản, kiêm cộng tác viên dân số. Xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2014, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 5.000 lượt người, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là dịp để tập thể cán bộ nhân viên y tế xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm qua, từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng chống dịch bệnh, ăn ở hợp vệ sinh, đưa chuồng trại, gia súc ra xa nhà, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện y đức cho đội ngũ cán bộ y tế. Bác sĩ Thằng Văn Hùng, chuyên khoa 1 ngoại khoa, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần đã gắn bó với nghề y suốt 20 năm qua. Với trình độ chuyên môn vững vàng, bác sĩ đã giúp không ít bệnh nhân vượt qua bệnh tật và luôn nêu cao tinh thần, lương y như tử mẫu và là tấm gương sáng về y đức. Là người con dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, tốt nghiệp trường trung cấp y tế Tuyên Quang. Năm 1995,
được phân công đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Xín Mần. Những ngày đầu mới được nhận công tác, bác sĩ Hùng đã phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Vì vậy bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Bằng sự tận tụy miệt mài với công việc, bác sĩ luôn được các đồng nghiệp trong cơ quan tin tưởng. Đến năm 2002, được cấp trên cử đi học đại học tại Trường Đại học Y Thái Nguyên để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Năm 2006, tốt nghiệp ra trường. Bác sĩ Hùng luôn tâm niệm rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, đóng góp sức lực của mình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một tốt hơn. Để tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đến năm 2010, bác sĩ Hùng tiếp tục đi học chuyên khoa cấp 1 ngoại khoa. Từ những thành tích đạt được trong công tác, năm 2013, bác sĩ Hùng được bổ nhiệm làm phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần. Bác sĩ Xin Đức Văn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần nói. Bác sĩ Thàng Văn Hùng, phó giám đốc bệnh viện, một bác sĩ trẻ, người địa phương. Bác sĩ Hùng đã từng công tác ở y tế cơ sở 7-8 năm gì đấy, công tác ở tại các trạm y tế xã. Sau đó thì đồng chí cũng luôn xác định rằng cái nghề thầy thuốc là phải luôn có những cái thời gian học tập. Và đồng chí đã theo học các cái lớp, đã học xong được cái chương trình chuyên khoa cấp 1. Đến giờ đồng chí được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện với cương vị một đồng chí lãnh đạo trẻ có tâm, có tầm, có năng lực, luôn là tấm gương sáng của đơn vị, luôn là những người đàn anh, luôn là một đồng chí lãnh đạo tốt, sống hòa đồng với mọi người, đặc biệt là được nhân dân tin yêu, người bệnh tin tưởng. Hơn 40 tuổi đời, có 20 năm gắn bó với nghề y là khoảng thời gian bác sĩ Hùng cống hiến sức lực cho việc chăm sóc bệnh nhân, dành lại sự sống cho nhiều người bệnh. Bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra, thăm khám và trò chuyện ân cần thăm hỏi bệnh nhân để an ủi và động viên người bệnh vượt qua những cơn đau. Là phó giám đốc, được phân công phụ trách khoa ngoại của bệnh viện và là người chịu trách nhiệm chính đối với các ca mổ tại bệnh viện. Riêng trong năm 2014, bác sĩ Hùng đã trực tiếp mổ 370 ca. Các ca mổ do bác sĩ phụ trách đều thành công. Với cương vị là phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần, bác sĩ Hùng luôn điều hành và thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đồng thời cũng luôn dành thời gian nghiên cứu tài liệu và trao dồi những kiến thức đã được học để hướng dẫn, truyền đạt cho anh em bạn bè đồng nghiệp của mình làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì thế, bác sĩ luôn được anh em, bạn bè, đồng nghiệp trong bệnh viện quý mến. Điều dưỡng Khuất Văn Mạnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần cho biết. Khi nói về đồng chí đảng viên Thàng Văn Hùng, thì tôi cũng rất may mắn là được công tác cùng anh trong thời gian công tác tại huyện Xín Mần, thì tôi đã được công tác cùng anh Thằng Văn Hùng. Thì tôi thấy là bản thân cá nhân anh cũng rất là gương mẫu trong cái công tác. Còn đối về cái cuộc sống thường ngày thì anh cũng là một người đàn anh cũng rất là giản dị, chân thành, mộc mạc. Thì đối với những người công tác đi sau như chúng tôi thì là được công tác cùng anh Thằng Văn Hùng là tôi cũng rất là vinh dự và cũng là đây là cũng là một cái tấm gương để cho những thế hệ trẻ thầy thuốc chúng tôi khỏi. Trong thực hiện công tác chuyên môn cũng như trong các phong trào thi đua do ngành phát động, bác sĩ Hùng đều nhiệt tình tham gia và không ngừng thực hiện tốt. Sáng về y đức, giỏi về chuyên môn cũng như trong công tác quản lý. 3 năm liền được Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Vào năm 2014, được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với công sức và sự cống hiến trong công tác khám chữa bệnh nhiều năm, bác sĩ Thằng Văn Hùng đã và đang miệt mài góp sức lực và trí tuệ cho công tác chăm sóc điều trị cho người bệnh, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu, và là tấm gương sáng về y đức. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhằm hạn chế tình trạng lây truyền cũng như ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS, giúp người bệnh tìm lại sức khỏe, niềm vui và niềm hy vọng, tập thể cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa các biện pháp mới vào điều trị. Qua đó, góp phần giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm cũng như mắc HIV/AIDS trên địa bàn. Để làm tốt công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, trong những năm qua,
tập thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn cũng như lòng y đức đối với người bệnh. Với tấm lòng, lương y như từ mẫu, hết lòng vì phục vụ người bệnh, tất cả các bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân khi đến với trung tâm đều được các cán bộ y bác sĩ đón tiếp, phục vụ chu đáo và tận tình, tạo sự gần gũi, không tạo khoảng cách để người bệnh đến an tâm điều trị. Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cho biết. Chúng tôi cũng không ngừng cái nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là về trao dồi về kiến thức về chuyên môn, cũng như là tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác xét nghiệm HIV. Trong cái năm 2014, thì chúng tôi đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận để khẳng định xét nghiệm HIV tại tỉnh Hà Giang. Cho nên chúng tôi không phải chuyển cái mẫu xét nghiệm về trung ương nữa. Đây cũng là một cái thuận lợi cho bệnh nhân trên địa bàn của tỉnh Hà Giang chúng ta nói chung, và đặc biệt là cái công tác phòng chống HIV/AIDS góp phần làm giảm cái tỷ lệ người nhiễm HIV và giảm cái tỷ lệ lây nhiễm HIV cho các đối tượng vợ chồng hoặc bạn tình hoặc là các đối tượng có nguy cơ cao, để giảm cái lây nhiễm HIV, dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Theo số liệu thống kê, lũy tích số trường hợp nhiễm HIV hiện nay toàn tỉnh là 1.736. Số bệnh nhân quản lý được và điều trị tại bệnh viện là 1.545 người, có 818 người chuyển sang giai đoạn S. Với sự cố gắng không ngừng, sự đoàn kết của tập thể cán bộ, trong năm 2014, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã tư vấn xét nghiệm HIV cho gần 20.000 lượt người. Triển khai hiệu quả chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, trong đó tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho 65 phụ nữ mang thai, phát hiện được 17 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2014, trung tâm đã đưa vào điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Qua đó, đã phần nào giúp đỡ các đối tượng nghiện trở lại với cuộc sống bình thường, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bản thân người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, trưởng khoa điều trị, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh nói. Thì bản thân tôi cũng như anh em trong khoa luôn luôn cố gắng, mục đích chung là cái xác định được cái việc điều trị là cái biện pháp mà phòng bệnh tốt nhất. Chúng tôi luôn luôn là có cái tâm huyết là mong muốn làm sao mà điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân và duy trì bệnh nhân được tuân thủ thật đều đặn uống thuốc, đảm bảo bệnh nhân suốt đời được có thuốc mà đảm bảo bệnh nhân dùng thuốc một cách được hiệu quả và đúng, để cho bệnh nhân khỏe mạnh và có cái sức khỏe để đem mang lại lợi ích cho gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội, và đặc biệt là tránh hạn chế mức thấp nhất lây lan cái HIV ra cộng đồng và không còn cái và làm sao để mà đạt được cái mục tiêu là không có người nhiễm mới và không có người chết do HIV. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, y bác sĩ, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã nhận được sự tin tưởng của người bệnh và gia đình bệnh nhân. Trong thời gian tới, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ giúp người nhiễm HIV/AIDS được cải thiện sức khỏe, hòa nhập cộng đồng, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS lây lan trong cộng đồng và xã hội. Bác sĩ Phạm Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cho biết thêm. Trong năm 2015, để hoạt động tốt cái công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh, thì trung tâm chúng tôi sẽ phải tăng cường công tác đào tạo nhân lực làm sao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của chuyên môn. Thứ hai nữa là tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và thay đổi hành vi đối với cộng đồng, chống phân biệt kỳ thị. Thứ ba nữa là tăng cường công tác giám sát, phát hiện người nhiễm. Thứ tư nữa là tăng cường công tác điều trị HIV/AIDS đối với người nhiễm và cũng như là điều trị lây truyền mẹ con, điều trị dự phòng lây truyền mẹ con. Và cái hoạt động nữa mà phải tập trung đó là tăng cường công tác điều trị các chất nghiện, các chất dạng thuốc phiện bằng methadone để triển khai tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Chuyển sang một số tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp. Với mong muốn đạt được một mùa vụ bội thu, ngay từ những ngày đầu tháng 2, bà con nhân dân thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ đã bắt tay vào thu dọn thực bì, chuẩn bị đất đai, phân bón, giống để chuẩn bị cho vụ ngô đông xuân năm 2015.
nhằm giúp cho cây trồng vụ đông xuân phát triển tốt, tránh được sâu bệnh, Ủy ban dân thị trấn Tam Sơn tiếp tục đề ra một số công tác cho việc sản xuất, như vận động nhân dân nạo vét các hệ thống kênh mương, nâng cấp hệ thống mương ở các dòng chảy để đón nước. Cán bộ khuyến nông vận động bà con nhân dân thường xuyên tổ chức thăm đồng, kiểm tra tình hình phát triển của các loại cây trồng, có biện pháp phòng trừ bảo vệ thực vật khi dịch bệnh phát sinh và điều tiết nước tưới cho các loại cây trồng một cách hợp lý, đảm bảo các loại cây ngô trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2015, thị trấn Tam Sơn gieo trồng 175 hectare với các giống ngô chủ yếu là NK4300, NK54, NK66, CP989, CP999 và một số giống ngô nếp địa phương. Đến thời điểm này, bà con nhân dân đã gieo trồng được 70% diện tích đất. Những diện tích còn lại sẽ được gieo trồng hết trong tháng 2 này. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền cùng sự chủ động, kinh nghiệm trong sản xuất của bà con nhân dân, vụ ngô đông xuân năm 2015 sẽ đạt năng suất, sản lượng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Còn tại huyện Vị Xuyên, sau những ngày vui xuân đón Tết, bà con nông dân thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên lại tập trung đẩy mạnh cấy lúa vụ xuân năm 2015. Với tổng diện tích vụ xuân của thị trấn chỉ 31 hectare, nên đã được bà con gieo cấy bằng các loại giống lúa lai như San Ưu, Nhị Ưu. Vụ xuân được coi là vụ sản xuất trong điều kiện khí hậu thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh và mất mùa, nên bà con cũng rất quan tâm đầu tư chăm sóc về giống và phân bón, đặc biệt là các loại giống lúa lai chiếm trên 80% diện tích. Ngay từ đầu vụ, thị trấn Vị Xuyên đã có hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn bản xây dựng kế hoạch và chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2015. Cử cán bộ bám sát cơ sở để chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân sản xuất. Những ngày sau Tết, thời tiết đã ấm áp, bà con nông dân thị trấn Vị Xuyên cũng đang tập trung xuống đồng gieo cấy để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ và phấn đấu cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân trước ngày 10 tháng 3 năm 2015. Để vụ lúa xuân phát triển tốt, phấn đấu năng suất đạt 61 tạ 1 hectare, sản lượng trên 191 tấn. Sau khi gieo cấy xong, thị trấn tiếp tục có kế hoạch phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng và triển khai xuống tất cả các thôn bản để thực hiện. Đồng thời khuyến cáo bà con thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát triển của cây lúa, kịp thời phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ tốt nhất. Tại huyện Mèo Vạc, theo báo cáo của xã Niêm Tòng, dịch lở mồm long móng xuất hiện trên đàn gia súc của thôn Nà Pinh với 56 trên 61 con mắc bệnh, trong đó bò 22 con mắc, chết 2 con, dê 34 con mắc, chết 11 con. Các dấu hiệu như da súc sốt, kém ăn, miệng chảy nước bọt, viêm mạc lưỡi, níu lợi và chân có vết loét. Do nhận thức của người dân chưa cao, khi phát hiện gia súc bị bệnh không báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp phòng chống và chữa trị kịp thời nên dịch phát tán rất nhanh. Trước sự bùng phát của dịch lở mồm long móng, xã Niêm Tòng đã báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc và Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y huyện tăng cường cán bộ xuống cơ sở và khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch, khoanh vùng dịch, tiêm tiêu độc khử trùng và hướng dẫn nhân dân tiến hành tiêu hủy các con gia súc bị chết. Đối với những con gia súc chưa mắc bệnh, xã Niêm Tòng cũng đã rà soát tiêm vaccine lở mồm long móng. Ngay sau khi nhận được báo cáo của xã về tình hình dịch lở mồm long móng, lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc đã đến kiểm tra, chỉ đạo xã ưu tiên trước mắt là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch lở mồm long móng, tiến hành khoanh vùng dịch để theo dõi và điều trị bệnh cho gia súc tránh lây lan ra các thôn xóm khác, đào hố tiêu hủy những con gia súc chết do mắc bệnh, đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn, lập chốt kiểm soát, đánh dấu thẻ tai các gia súc mắc bệnh, không giết mổ gia súc trong thời gian bùng phát dịch, cấm trao đổi, mua bán gia súc ra vào vùng dịch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cử cán bộ trực tiếp theo dõi, chữa trị cho gia súc mắc bệnh, triển khai các biện pháp dập dịch nhằm không để lây lan ra diện rộng. Ngày 26 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong những năm qua, xã Ngọc Đường đã có nhiều hoạt động hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào trồng cây cây rừng phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời cung cấp nguồn gỗ rừng trồng, lâm sản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Năm 2015, xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khuyến khích nhân dân tích cực trồng rừng, gắn với việc bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, khai thác hợp lý rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng trồng, phấn đấu trồng mới 265 hectare rừng. Ngay sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân trong xã đã tham gia trồng 300 cây mỡ tại thôn Tà Vải và thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 100 và 103,2 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2014, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì với mức tăng trưởng khá trên các tiêu chí chủ yếu của ngành công thương. Trong đó, sản xuất công nghiệp đạt trên 3.600 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt trên 5.700 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 273 triệu đô la Mỹ. Các dự án thủy điện được tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng, hoàn thành quy hoạch phát triển thương mại, cụm công nghiệp gắn với quy tụ dân cư, hoạt động khuyến công xúc tiến thương mại được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích thiết thực cho người lao động, tạo điều kiện cho nhiều ngành nghề mới được hình thành. Để tìm hiểu rõ hơn về những dấu ấn ngành công thương đã đạt được trong năm qua và những giải pháp trong thời gian tới, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đình Bảy, Giám đốc Sở Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông Nguyễn Đình Bảy, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang, năm 2014 vừa qua thì là ngành công thương đã ghi những dấu ấn rõ nét góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Thì theo ông thì những cái nguyên nhân nào để ngành công thương có được những cái thành tích như vậy? Đạt được cái thành tích đó thì phải nói đến là cái công tác chỉ đạo đối với là nghị quyết của tỉnh ủy, rồi là hội đồng nhân dân ủy ban tỉnh và cái phối hợp giữa Sở Công Thương với các sở và phối hợp giữa Sở Công Thương giữa ngành với cấp huyện và cái vào cuộc của phòng công thương và lực lượng quản lý thị trường cũng như trung tâm khuyến công xúc tiến công thương. Cái đó là một cái bài học mà chúng tôi đánh giá là phải duy trì và phải sáng kiến hơn nữa. Và trong cái khâu đó nữa thì cũng phải nói đến là cái cải cách thủ tục hành chính là một cái khâu cốt lõi để cho các cái thành phần kinh tế đến với Hà Giang, mặn mà với Hà Giang là phải giải quyết được cái khâu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian để cho các cái doanh nghiệp đến Hà Giang là thấy hấp dẫn và thấy là một cái địa chỉ tin cậy. Nói về cái lĩnh vực công thương ấy, thì từ cái khâu sản xuất chế biến cho đến khâu tiêu thụ và kêu gọi các cái doanh nghiệp đến tham gia chuỗi nhập khẩu hàng hóa tại Hà Giang cũng như là các cái nhà đầu tư là mạnh dạn đầu tư vào Hà Giang thì ở cơ sở, ở cấp dưới là phải làm nhanh chóng mà trình lên ủy ban tỉnh kịp thời. Năm 2015 là cái năm mà quyết định việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15 thì ngành công thương sẽ có những cái giải pháp như nào để tiếp tục đạt được những cái thành tích cao? Thế năm 2015 thì chúng tôi cũng tập trung vào cái thương mại biên giới và hội nhập kinh tế quốc tế. Thế thì tỉnh ủy thì cũng đã có một cái kết luận rồi là giao cho ngành công thương sẽ xây dựng một cái đề cương và cái đề dẫn. Và chúng tôi thì cũng đã làm việc với vụ thương mại miền núi của Bộ Công Thương và làm việc với cũng báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thì năm 2015 thì sẽ xây dựng một cái đề cương đó xong sẽ tổ chức một hội thảo về cái phát triển thương mại biên giới. Thế còn đối với cái lĩnh vực công nghiệp thì năm nay ấy, thì năm 2015 thì chúng tôi đã chuẩn bị khởi công các cái nhà máy thủy điện. Các cái dự án đó là dự án lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp của năm 2015. Về lĩnh vực chế biến sâu về khoáng sản thì hiện nay ấy, thì chúng tôi cũng đang kêu gọi các cái doanh nghiệp mà để là xây dựng cái nhà máy luyện thép tại khu công nghiệp Bình Vàng và đồng thời ấy, thì sẽ khởi công cái nhà máy chế biến luyện kim màu ở khu công nghiệp Nam Quang, rồi là các cái nhà máy chế biến khác. Một cái nữa là trong cái đưa hàng Việt về nông thôn là năm 2015 này thì sẽ tăng cường các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn nhiều hơn của năm 2014. Đấy là một cái năm mà chúng tôi sẽ quyết tâm. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2015. Khu vực có nguyên địa chất toàn cầu các nguyên đá đồng văn, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 77%.
khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 75%. Riêng Bắc Mê 16 đến 18 độ. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự phát thanh tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoàng Anh biên soạn với giọng đọc của các phát thanh viên Nguyễn Hùng, Xuân Tình và Thu Hiền cùng kỹ thuật viên Lan Phương phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.